Thẩm mỹ Dr. D xin chào tất cả các bạn đã quay lại với cả livestream trực tiếp của chúng tôi. Thẩm mỹ Dr. D đang quay ở trong phòng phẫu thuật ạ. Mọi người cùng xem một chút, đây là hình ảnh một khách hàng của Dr. D nhá. Chị khách hàng này thì đã sinh nở rồi và gặp phải tình trạng teo tuyến vú hai bên sau sinh. Cái tình trạng rất là hay gặp phải ở chị em phụ nữ chúng ta. Và thường là phải đến 87-80% chị em mà gặp phải cái tình trạng này nhá. Mọi người xem livestream thì biết chúng tôi livestream rất nhiều về những trường hợp bị teo tuyến vú sau sinh. Đây mọi người ơi, mọi người cùng xem này. Hai bên ngực thì cách nhau tương đối xa nhá. Mọi người nhìn ở phần núm ti, ở cái phần đầu ti, phần quầng vú này. Đây là cái phần mà chúng tôi đã che logo lại rồi. Nhưng mà đây, mọi người nhìn nó cách xa nhau như thế này. Đổ hết cả về phía bên vai nách nhá. Đổ hết cả về phía cánh tay. Đây mọi người nhìn này. Đấy. Và nhiệm vụ của các bác sĩ là phải làm như thế nào để cho hai bên ngực nó được gần nhau, nó được kéo lại gần nhau. Và thêm nữa là phải tăng size ngực cho khách hàng này. Khách hàng của chúng tôi kết hợp một tiểu phẫu nữa, đấy là thu gọn phần núm vú. Sau khi mà chúng ta sinh con xong ấy thì cái phần núm vú cho bú nhiều quá, nó sẽ bị to ra, nó sẽ bị thẫm, bị xấu. Thì chúng ta có thể vừa nâng ngực vừa kết hợp thu núm vú hoặc là thu quầng vú. Như vậy nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho các chị em. Đồng thời là nó sẽ mang lại cái kết quả cực kỳ tối ưu luôn. Chúng ta vừa mất một công làm đẹp, nghỉ dưỡng mà kết quả thì gần như là hoàn hảo nhé mọi người nhé. Đây ạ, đây chính là hộp chất liệu mà chúng tôi vừa mới sử dụng cho khách hàng đây mọi người nhé. Size 340. Đấy, khách hàng thì tương đối là cao. Và mọi người nhìn cái phần tuyến vú của khách hàng này. Khách hàng cũng có một chút tuyến chứ không phải không nhá. Đấy, cũng có một chút tuyến vú chứ không phải là không có. Nên là khi mà đặt size 340 như thế này thì ngực lên sẽ tròn, căng, to, sexy và vẫn mềm mại nhá mọi người nhá. Đây, tôi sẽ để hình ảnh ngực trước ở đây. Và chúng ta sẽ cùng so sánh hình ảnh ngực trước và sau khi làm nhé mọi người nhé. Đây ạ. Đây, mọi người cùng xem này. Đây góc check 45 độ nhé. Quay từ trên xuống dưới cho mọi người xem này. Đấy, ngực rất là đẹp. Đây. Check 45 độ. Góc 90 độ nhá. Góc 90 độ này mọi người này. Đây, góc 90 độ. Ngực rất là tròn, căng, sexy và mềm mại nhá. Ngực rất là mềm mọi người này. Bởi vì là khách đã có một chút tuyến rồi nên là khi mà đặt túi chất liệu vào thì ngực rất là nhanh mềm. Đây mọi người nhìn này. Đấy, chỉ cần ấn sờ ấn rất nhẹ nhàng nhá. Đấy, ấn rất nhẹ nhàng này mà đã thấy được cái độ đàn hồi rồi. Và có thể thấy được cái độ mềm mại của ngực rồi. Đấy, mọi người thấy không? Khe ngực rất là khít. Đây, mọi người nhìn cái phần khe ngực của khách hàng nhé. Và khách hàng này của chúng tôi thì ban đầu tôi đã phân tích rồi. Ngực nó đang bị xa nhau và ngực nó đang bị đổ ra phía bên ngoài. Nhưng mà bây giờ mọi người nhìn này. Nhìn từ trên xuống dưới nhá. Nhìn từ phía đầu hất xuống này. Thì ngực đã được đẩy vào phía bên trong rồi. Không còn bị đổ ra phía bên ngoài như ban đầu nữa. Và vòng một này lên rất là cuốn hút. Size cũng tương đối đấy ạ. Size 340 là cũng tương đối rồi. Đấy. Đây, quay từ xa, từ gần, từ trên xuống dưới cho mọi người xem nhá. Đây, quay xa một chút cho mọi người xem này. Khách hàng nâng ngực theo đường chân ngực. Đấy. Rất là khác biệt rồi đúng không ạ? Nếu chị em nào mà đang theo dõi livestream này của chúng tôi mà quan tâm đến dịch vụ nâng ngực nhá, muốn được tìm hiểu này, muốn được thăm khám, tư vấn bác sĩ hoàn toàn miễn phí thì có thể comment inbox hoặc là để lại số điện thoại thì thẩm mỹ Dr. D sẽ liên hệ lại với cả các bạn nhá, đặt lịch thăm khám bác sĩ phẫu thuật của chúng tôi hoàn toàn miễn phí luôn. Đó, cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình livestream tiếp theo của thẩm mỹ Dr. D.